Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở thưa các bạn, chúng ta đều biết thì gan là một trong những cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, nhưng lại dễ tổn thương nhất bởi những tác động xung quanh của môi trường sống như là thuốc lá, rượu bia hay là các chất độc hại. Ở hiểu được những tác động mà là gan của bạn đang chịu, ở chính vì vậy thì dòng sản phẩm nước bổ gan 365 được sản xuất để bảo vệ lá gan cũng như là tăng cường chức năng gan Sản phẩm này thì không chỉ mang lại những công dụng giải độc gan mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác phải kể đến Chẳng hạn như là giải độc máu, thanh nhiệt cơ thể cũng như là hỗ trợ điều trị các bệnh về gan Ở Vậy sản phẩm này thì sử dụng như thế nào? Những ai nên sử dụng cũng như là những lưu ý khi dùng như thế nào? Thì ngay bây giờ Kiều Anh sẽ chia sẻ cũng như là mở hộp sản phẩm này để các bạn có thể là có cái nhìn kỹ hơn về sản phẩm. À, như các bạn có thể thấy thì hiện tại trên tay Kiều Anh đang là sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc. À, thì đầu tiên như chúng ta thấy thì cái màu sắc của sản phẩm này trông rất là hài hòa. Cũng như là cái mẫu mã của sản phẩm này rất là đẹp đúng không? Thường thì nhiều người sẽ thắc mắc với Kiều Anh rằng là ở phía bên này thì người ta sẽ có in hình đồi núi cũng như là cái cây. À, mọi người thì thường thường hỏi cây này là cây gì? Cũng như uh, vùng núi này là ở đâu? thì Kiều anh xin giải thích một chút đó là với cái cây này thì đây là thành phần chính của sản phẩm nước bổ gan 365 đó là cây hovenia hay còn gọi là cây nho khô phương đông một trong những thành phần chính của sản phẩm nước bổ gan 365 này còn đây thì sẽ là vùng núi tại Hàn Quốc ở nơi trồng ra những cây nho khô phương đông như thế này ở thì đầu tiên như chúng ta có thể thấy là ở sản phẩm này thường thì người ta cũng sẽ có in logo của nhà tài trợ Samsung ở góc bên này chúng ta có thể nhìn thấy luôn và ở ngay bên dưới đó là tên sản phẩm. Ờ, ngoài ra nữa thì chúng ta có thể là kiểm tra thông tin sản phẩm bằng cách là ở đây ở bên dưới này người ta có in là khối lượng cũng như là số gói nhân với bao nhiêu ml. Ở đây là mặt trước của sản phẩm. Còn ở phía sau của sản phẩm như các bạn có thể thấy đây. Ở phần này thì người ta sẽ có in tên cũng như là cách sử dụng sản phẩm bằng tiếng Anh. Với cái phần tiếng Anh như thế này thì chúng ta sẽ dễ nhận biết hơn cũng như là dễ đọc hơn. Ở ngoài ra nữa, một điểm các bạn cần lưu ý khi mua sản phẩm đó chính là mã vạch. Ở với cái mã vạch này thì chúng ta có thể là kiểm tra thông tin sản phẩm, xuất xứ cũng như là nguồn gốc như thế nào qua cái mã vạch này. Ở với mã vạch này thì chúng ta có thể kiểm tra trên điện thoại các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng có in luôn hạn sử dụng ở trên này là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2022. Ở còn cái phần trên này thì chúng ta có thể bỏ qua bởi vì nó cũng chỉ là hướng dẫn sử dụng bằng chữ Hàn Quốc thôi. Uh, về mẫu mã của cái hộp to này cũng như là thông tin bên ngoài nó chỉ có thế uh, Và bây giờ Kiều Anh sẽ đi luôn vào cái sản phẩm bên trong để các bạn có thể là nhìn rõ hơn Đây uh, Như chúng ta có thể thấy nó như là một cái hộp sản phẩm thu nhỏ Về thông tin mẫu mã bên ngoài thì nó cũng như thế không có gì khác biệt Uh, nó cũng sẽ có in lại một lần mã vạch nữa để các bạn có thể là nếu muốn chắc chắn chúng ta có thể là check lại một lần mã vạch ở đây nữa. Với cái hộp này thì người ta cũng sẽ in lại một lần nữa tên sản phẩm, ở uh, xuất xứ cũng như là hướng dẫn sử dụng bảo quản sao uh, sản phẩm này. Uh, với bên trong đây, uh, với một hộp ví này thì bên trong sẽ có 5 gói các bạn nhé. Đây chúng ta có thể thấy, uh, bên trong sẽ có 5 gói như thế này. Đầu tiên khi chúng ta để nhận biết được một sản phẩm nước bổ gan 365 chính hãng, đó là chính là cái màu sắc. Như các bạn có thể thấy thì màu sắc của cái gói nước bổ gan 365 này được in màu vàng, nó vàng nó sẽ là vàng theo kiểu vàng ống và rất là bóng chứ nó không phải là kiểu vàng bình thường đâu. Ở ngoài ra nữa thì ở nhà sản xuất người ta cũng sẽ in hạn sử dụng ở ngay bên dưới. Các bạn có thể để ý kỹ ở ngay bên dưới gói sản phẩm. Ở người ta sẽ in lại một lần nữa hạn sử dụng cũng như là thông tin logo của sản phẩm. Và đằng sau này người ta cũng sẽ hướng dẫn kỹ lại một lần nữa cách sử dụng. À, ngoài ra thì với sản phẩm này, chúng ta mỗi ngày sử dụng một cho đến là hai gói, mỗi lần chúng ta sử dụng một gói như thế này đối với người lớn. À, với một gói như này thì sẽ có khối lượng là 80 ml cho một gói. À, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 0 cho đến là 5 độ C để nó khi mà chúng ta sử dụng thì có thể là thơm ngon cũng như là mát hơn ngoài ra nữa thì các bạn cũng nên chú ý một điều nữa đó là khi trước khi chúng ta sử dụng cũng như là sau tuần đầu tiên thì chúng ta sẽ cảm thấy là sự khác biệt ở cơ thể của mình ờ, như vậy thì chúng ta có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm nước bổ gan 365 mang lại đúng không ạ đặc biệt hơn với sản phẩm thiết kế nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có thể là mang đi bất cứ đâu bất cứ nơi nào và sử dụng tiện lợi không cần tốn quá nhiều thời gian À, với những công dụng tuyệt vời như vậy thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước bổ gan 365 đến từ Hàn Quốc. Ở ngoài ra các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc Ở hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại